Thank you.
đường ấy. Anh bảo gửi quần áo trong cứ. Ừ. Xong nó bảo nó lấy quần áo, anh gửi quần áo. Chưa nói xong à? Nơi thôi quá, đi được không? Đến đây được rồi. Cho mấy em cảm ơn nhé. Các bạn thân mến, và ngay lúc này thì mình không thể đi tiếp được nữa bằng xe ô tô. Sau đó thì bọn mình đã phải dừng lại. Và đây chính là cái đoạn đường quốc lộ bị đứt gãy. Và hiện tại thì nước suối rất là to, sau 5 ngày nước vẫn rất là xiết và to. Dòng suối bây giờ trở thành một con sông. Lượng nước đổ từ đầu nguồn về rất là nhiều do trời không ngừng mưa. Và cái khu đường này thì chính là cái khu đường hư hỏng nặng nhất, đó là quốc lộ 32. Tại khu vực này thì chuẩn bị đến trung tâm xã Hồ Bốn, và cách trung tâm xã khoảng độ hơn 1 km, gần 2 km. Và ngay lúc này thì không thể đi tiếp bằng ô tô, cho nên là mình đã xuống và đi bộ để tiếp cận đến gần cái đoạn đường bị đứt gãy và các cái phương tiện không thể lưu thông. Đoạn đường bị đứt gãy thì bị hư hỏng rất nặng và mất hẳn một đoạn đường khá là dài, khoảng độ 40-50 mét. Đó, lúc này thì đất đá ngổn ngang và đã được máy xúc đi rất nhiều và tạo ra được cái mặt đường để cho ô tô có thể chở đất đá để san lấp và tạo ra mặt đường tạm ở cái đoạn đứt gãy. À, lúc này thì trời đã ngừng mưa một chút và mình sau đây thì mình sẽ tiếp cận sâu đến địa điểm mà đoạn đường đứt gãy, và do không thể đi qua được cái khu vực này để tiếp cận sâu vào trong trung tâm xã Hồ Bốn, cho nên là mọi người sẽ phải đi bằng một con đường khác. Con đường không có đường mà mọi người phải leo lên cái dãy núi trước mặt. Đấy. Và đường thì trơn trượt, nhiều đá. Khi mà xảy ra sự cố lũ quét tại trung tâm xã Hồ Bốn cũng như là một số xã lân cận giáp với Hồ Bốn thì cái tình hình thiệt hại do mưa lũ và lũ quét ở đây rất là nặng. Như các bạn thấy thì các lực lượng và phương tiện của tỉnh Yên Bái đã về đây để hỗ trợ cho huyện Mù Căng Chải khắc phục các sự cố về đường giao thông, đường điện. Và hiện tại đã là ngày thứ 5 thì Mù Căng Chải vẫn chưa có điện. Một con trải chưa có điện. Thế và đường thì cũng chưa thông. Việc tiếp cận sâu vào trong khu vực trung tâm của xã Hồ Bốn đang bị cô lập là một điều hết sức khó khăn. Và lúc này thì chủ yếu là đi qua cái con đường mòn và leo lên trên cái dãy núi dựng đứng trước mặt. Và từ đó vào trung tâm xã thì phải đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ. Đó, như các bạn thấy thì có một số người dân đang leo lên trên và đi qua cái khu vực bị sạt lở, mất đường, do đó không thể đi qua được và buộc phải leo lên đồi và đi vắt sang đoạn đường bên kia, đầu đường bên kia để đi tiếp. Tuy nhiên thì việc tiếp cận và đi tiếp cũng không hề dễ dàng do là lượng bùn đất tràn xuống mặt đường và các cái điểm sạt liên tục và lún sâu, do đó việc tiếp cận và đi tới được trung tâm xã Hồ Bốn là cả một câu chuyện. Quãng đường 2 km thì đi mất 2 tiếng đồng hồ.
Đấy, và như các bạn thấy rằng là ngay lúc này thì rất là nhiều bùn đất mọi người đang cố gắng để đi lên và sẽ men theo cái sườn đồi trước mặt gần như dựng đứng. Sau đó thì sẽ tiếp cận sang bên kia đầu đường, cái mặt đã bị mất đường. Bây giờ thì có một số người là đang di chuyển để đi sang bên kia. Bây giờ thì mình đang tiếp cận sâu đến cái đoạn đường bị đứt gãy. Và như các bạn thấy là hiện tại thì mặt suối đã bằng với mặt đường. Với cái hiện trạng trước đây thì cái lòng suối và mặt suối này ở rất sâu phía bên dưới. Đấy, và nước cũng rất nhỏ. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian mưa và lũ quét thì hiện tại là đất đá đã đầy tràn và gây đứt gãy đường cũng như là mặt nước bắt đầu bằng với mặt đường. Đấy, mình đã tiến rất gần với cái khu vực bị đứt gãy đường và các cái bộ phận thi công đang làm rọ đá. Đó, các bạn thấy là cái đoạn đứt gãy trông rất là khủng khiếp và rất là nặng. Khi mà sự cố được xử lý được cái sự cố này để cho các cái phương tiện có thể lưu thông thì là cái vấn đề trong cái tình hình mà trời vẫn không ngừng mưa và nước thì không rút, do đó là rất là khó khăn trong cái công tác khắc phục. Đó, nước rất là lớn. Ở đây thì có một con suối phía bên kia, đó, con suối phía bên kia chảy về, thế và hai con suối gặp nhau đã tạo ra một cái dòng xoáy sâu vào cái mặt đường quốc lộ và gây ra cái đoạn đứt gãy. Hiện tại thì con suối bên kia có cái lượng nước chảy nhỏ hơn. Tuy nhiên là khi mà xảy ra lũ quét thì khi mà hai con suối chập vào nhau và đã gây ra sói lở và gây mất đường. Và phía bên kia cái đoạn mất đường thì là cái khu trạm y tế và nhà ở của người dân. Đó. Lúc này thì mình không thể đi tiếp và cũng không thể tiếp cận sâu hơn bởi vì là các lực lượng đang thi công cũng như là gấp rút để mà khắc phục sự cố, cho nên là mình sẽ quay lại là cái nơi để xe lúc ban đầu và sẽ quay trở về thị trấn Mù Căng Chải. Cứu lại. 20 mét.